Ngày 11 tháng 1, đội 5 phòng cảnh sát môi trường BC05, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 3 cơ sở có hành vi sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng măng và ngó sen tại chợ đầu mối Bình Điền. Trước đó ngày 6 tháng 1, tổ công tác đã ập vào kiểm tra cơ sở chuyên rau củ quả nằm trong khuôn viên chợ Bình Điền, phát hiện chủ cơ sở đang sơ chế măng với các loại hóa chất không nhãn mác, không hạn sử dụng trong 10 bồn nhựa với khối lượng 950 kg. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ số măng trên, 2 kg hóa chất để xử lý. Cùng thời điểm, tại một cơ sở khác trong chợ Bình Điền, công an cũng bắt quả tang nhiều người đang tẩy trắng 850 kg măng, thu giữ 18 kg hóa chất các loại. Đặc biệt tại hai ô vựa này còn có hàng chục tấn măng đang chờ ngâm hóa chất để bán ra thị trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm tra cơ sở sơ chế ngó sen và thu giữ 135 kg ngó sen đã ngâm hóa chất và 620 gram hóa chất màu trắng. Bước đầu, các đối tượng khai các loại hóa chất trên được mua tại chợ Kim Biên, mục đích để tẩy trắng, tạo màu đẹp hơn cho măng và ngó sen. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng đựng hóa chất trong túi ni lông, ca nhựa dơ bẩn, rồi giấu trong đống rác. Số măng ngó sen đã ngâm hóa chất trên, nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, khi bán ra thị trường sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người tiêu dùng.